Thì chào các bạn. Thầy Tiến Tiến lùi lùi mãi mới vào được máy. Hôm nay ta sang cái buổi số 4. Như vậy thì ở qua cái ba cái buổi đầu tiên, các em đã được làm quen với cái cách viết một cái chương trình và làm việc với tệp có free open, tính toán và thực hiện. Các em sẽ thực hiện nộp bài trên server đấy, và các biết cách làm việc với cái tệp, các cái tệp và cách tính toán với kiểu số nguyên số thực. Ở buổi hôm nay ta sẽ sang cái nội dung day 4. Ở trong nội dung day 4 thì thầy trò mình sẽ có một số các cái nội dung như sau. Thứ nhất, về file bài tập thì ta sẽ lấy bài tập ở trong nhóm thầy đã gửi, cái file đó tên là file day 2 rồi nhỉ. Các em tải cái file bài tập D2 này về. Thì ở trong cái file D2 này, hôm trước ta đang nói đến một số các cái công thức. Đây. Với cái như các cái bài tập như thế này thì khi nhìn bắt đầu từ bài 7, quên cái bài có trên bài 7, bài 8, bài 9, bài 10, bài 11 thì nó là các cái dãy số. Nó là các cái dãy số có tính chất tổng, có tính chất theo một cái quy tắc nào đó. Và với những cái dãy số như thế này thì hôm trước có bạn hỏi là thưa thầy làm thế nào để tính được. Đấy. Thì khi đó thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy một cái keyword, các bạn vào Google các bạn gõ cái cụm từ là 13 công thức dãy số cần này. Dãy số cần nhớ. Đây, cái keyword này được rất nhiều người tìm, 13 keyword đấy. Khi đó các bạn click chuột vào đây thì chờ nó load ra cái trang này. Đấy. Và như hôm trước thì thầy đã tải cái file này về và đã gửi lại trên nhóm, cái file đó tên nó là part 1. Được nhỉ? Các công thức cần nhớ. Với các công thức cần nhớ này thì các em sẽ mở cái file đấy ra và ta nhận thấy nó gồm có một số các công thức như sau. Công thức đầu tiên thì ta có là tổng các số tự nhiên liên tiếp 1 cộng 2 cộng 3 cho tới n thì nó sẽ bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Đấy. Và đó. Rồi bây giờ cái công thức thứ hai, công thức của ta đang cần là 1 cộng 3 cộng 5 cộng 2 nhân n trừ 1 nó bằng cái gì? Thì ta lăn chuột xuống dưới. Ta có đây. 1 cộng 3 cộng 5 cộng 2 nhân n trừ 1 nó bằng n bình. Đấy, nó bằng n bình. Vậy thì ở đây ta sẽ có suy ra ta có f là bằng n bình. Với n được nhập từ bàn phím. Vậy thì bài toán bây giờ thật là đơn giản, cho biểu thức cho số nguyên dương n tính giá trị n bình. Thì ở đây thì với cái bài toán này ở bài số 7 chung chờ một tí để thầy lưu ý luôn, bởi vì hôm nay ta không học cái file này. Đây thầy đang tổng quát một tí.
Thì đang tổng quát để cách làm bài này để làm thế nào được đạt điểm tối đa. Lạc qua trời ơi. À, tên này, bài này là bài 7. À, ừ, tạm thời web thì chưa chạy nhé, tí mấy phút nữa để cho các bạn tập trung phần này đã. À, đề bài yêu cầu là nhập số nguyên dương n, tính biểu thức tổng 1 cộng 3 cộng 5 cho tới 2 nhân n trừ 1. Và người ta theo cái 13 công thức cần nhớ này thì ta thấy rằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng n thì nó đây. Thì nó sẽ là bằng n bình. Vậy thì bài toán tính giá trị n bình. Để tính giá trị n bình thì ta cần phải khai báo biến n. Ta khai báo một biến s. Biến s thì ta phải khai báo biến s kiểu long long. Kiểu long long thì giá trị của nó sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng là 10 mũ 18. Như vậy thì với kiểu long long thì với vi vi n là nhỏ bằng 10 mũ 9 mà, nên n nhân n sẽ nhỏ hơn bằng 10 mũ 18. Do đó S ta sẽ khai báo kiểu long long. Có bạn bảo khai báo n kiểu long long được không? Hoàn toàn được nhưng nó lãng phí. Cái thằng nào nó cho kiểu dữ liệu gì thì các em sẽ hãy chọn kiểu dữ liệu tương ứng cho nó thật hợp lý. Vậy thì khi đó ta có biến S sẽ bằng là n nhân n. Sau đó ta sẽ out thằng S ra. Khi làm ở phần này, ở chỗ này kể cả Trung và các bạn cũng đều chú ý nhé. Hôm nay tới thời điểm này thì ta có anh Minh này, Lâm này, Thiên này, Nguyên, Tuấn Anh, Trung, Băng và Huy rồi. À, Huy hôm nay vào đây rồi. Thì khi làm như thế này, nếu mà ở trong Pascal các bạn làm như thế này là đúng hoàn toàn. Và nếu ai làm như thế này thì các bạn comment cho thầy số 1. Ai mà làm khác các bạn comment cho thầy số 0 nào. Các bạn bật cửa sổ chat cho thầy biết nên, trên chương trình trên nếu mà bạn nào có làm biểu thức chương trình như trên thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào làm khác thì comment cho thầy số 0. À, sao thầy thấy 0101 cứ như dãy nhị phân của nhỉ? Các bạn chờ thầy bật cái quạt nhé, tắm phát. Hôm nay thầy vừa mới đi được một cái chuyến đi phượt rồi khá thú vị. Thầy được từ Hà Nội thầy đi sang Thái Nguyên, xong từ Thái Nguyên thầy lại phi về Yên Bái và vẫn kịp giờ để hướng dẫn các em. Rồi nếu mà làm như như trên là các bạn tạch hoàn toàn, bởi vì như thế này, làm như thế này thì bây giờ thầy cho n tốt khoảng tầm bằng 10 mũ 9. Khi cho n bằng 10 mũ 9 thì rõ ràng cái thằng S của thầy nó sẽ bằng 10 mũ 18. Và khi đó thì kiểu dữ liệu của chào con. Khi đó kiểu dữ liệu của n của ta khi đó n n Anh kết quả chưa? vẫn chưa con ạ. Đây. Đây, bác cho con một cái. Con nhớ nhá. Ừ, con xin. Rồi, con về mai sang chơi nha. Còn đứa con dâu tương lai nó sang chơi. có con bé 23 tuổi, nhà hàng xóm rất chi là kinh tế đáng yêu. Vậy thì khi làm như thế này thì nó sẽ bị toang ngay. Và các bạn lưu ý nhé, khi đó ta cần phải ép thằng kiểu dữ liệu bên dưới phải nó ra chính xác đấy, thì ta phải ép nó sang kiểu long long. Vậy thì ta ghi là 1LL nhân với cái thằng này. Đây, 1LL nhé, có hai chữ L nhé. Nó viết tắt là kiểu long long ấy. 1LL hoặc là các em có thể ghi là long long nhân thế này. Đấy. Mà thông thường thì thầy hay ghi là chữ 1LL. Nó là một cái hằng số số 1 ở kiểu dữ liệu long long. Thì khi đó mình mới ép kiểu được của biểu thức này. Do đó thì sau này ví dụ như thầy có một cái biểu thức
Của thầy là S bằng là 2 nhân với N mũ 3, ví dụ nhé, cộng với trừ đi 9 nhân N bình cộng 3N cộng 6 chẳng hạn. Thì khi đó khi mà các bạn cốt biểu thức này, nếu mà các bạn cứ lấy N mũ N nhân N nhân N, đây N nhân N, thì khi đó cái biểu thức này nó sẽ kiểu vẫn trả về kiểu dữ liệu là INT. Do đó các bạn phải nhân thằng này với là 1LL. Cứ thằng nào nhân với thế thằng đấy. À quên, không không cần dấu đóng ngoặc mở ngoặc, vì 1LL nó là một hàng số. Nhá. Đấy, thì các bạn lấy 1LL nhân với cái thằng này, tất nhiên là đoạn này thì mình phải nhân cho nó đúng quy cách. N mũ 3 thì ta lấy 3 thằng N nhân với nhau thì kiểu gì cũng được N mũ 3 đúng không? Đấy. Ví dụ như ở chỗ này. N bình thì ta lấy N nhân N. À, có bạn sử dụng hàm bao cũng được. Nhưng mà thông thường thì ta sử dụng sao luôn nhân cho nó nhanh. Đấy. Sau này ta có phép toán phép nhân Ấn Độ, đó là ta biến đổi phép nhân thành phép cộng. Thì khi đó nó nhớ, còn thực hiện nhanh hơn. Các bạn nhớ cái keyword nhé, phép nhân Ấn Độ. Đây là một trong những phép biến phép nhân thành phép cộng. Khá thú vị. À đấy, thì khi đó cái biểu thức của mình nó sẽ là 1LL. Tôi trong lớp vào với chơi. Rồi ta quay trở lại bài toán như trên. Như vậy thì qua cái bài toán số 7 này, thầy gợi ý cho các bạn đó là khi với một giá trị của n, thì khi mà cái biến của nó có thể vượt qua kiểu giá trị của n, do đó biến đó cần phải khai báo kiểu dữ liệu phù hợp hơn. Nếu biểu thức của nó là số nguyên thì ta khai báo là nguyên, kiểu số nguyên to hơn. Nếu là kiểu số thực thì ta ép nó sang kiểu số thực. Và khi đó ta sẽ phải ép kiểu dữ liệu tương ứng cho cái vế bên tay phải nhé. Thì khi đó các bạn làm sẽ đạt được full điểm bài toán này. Nên có bạn bảo thưa thầy em làm đúng, tại sao em chạy trên máy kết quả đúng mà nộp lên server của thầy? Nó không đúng, nó không đúng là chuyện bình thường, nó đúng mới là lạ đấy. Nên test của đề bài thì về cơ bản luôn đúng, nếu có sai thì chắc là do code thôi. Nên các bạn cứ nhìn điểm của các bạn cao nhất để code nhé. Còn để giải thích tại sao nó như thế với từng bạn thì thầy sẽ cố gắng giải thích, nhưng mà tuy nhiên thì các bạn sẽ tự đặt câu hỏi và tự tìm cách giải quyết. Trong trường hợp mà không giải quyết được nữa thì thầy mới hỗ trợ, bởi vì khi đó mình mới phát hiện ra trong chương trình của mình, à lần trước thầy có giới thiệu là các kiểu dữ liệu mà vượt tràn qua quá nó thì ta phải khai báo kiểu dữ liệu to hơn. Tuy nhiên thì trong quá trình thầy dạy thì một số học sinh của thầy nó khai báo đây luôn là long long, tất cả những cái thằng này nó ép sang long long hết. Thì nó cũng giống như cái việc là thầy cần một cái số cát, thầy chát một cái vết nứt ở ngay góc sân ở trước nhà, thì bạn ấy oánh ngay con container đi, chở ngay một container cát về đổ trước cửa nhà đấy. Thì khi đó nó dẫn đến lãng phí tốn bộ nhớ. Nếu các em viết game cho điện thoại di động thì ngay khi nó load cái game nó đã đơ máy và người chơi bị giật đấy. Thì khi đó là mình bị một cái phản hồi không tốt của cái người sử dụng ngay. Vậy thì mình sẽ sử dụng vừa đủ với các kiểu dữ liệu cho từng biến một nhé. Do đó không được lãng phí. Việc lãng phí cực kỳ nguy hiểm. Các em chạy trên một test không sao, 10 test không sao, nhưng khi có khoảng tầm 50.000 khách hàng đang sử dụng ứng dụng của mình thì khi đó cái không gian bộ nhớ của cái server của mình chết chết luôn. Nên các bạn là sau này đa số các em sẽ quay sang, sau khi học thi học sinh giỏi xong thì các em sẽ thi quay sang là học lập trình ứng dụng để viết các cái ứng dụng, bao gồm lập trình web, front-end, back-end, lập trình game cho điện thoại di động, lập trình ứng dụng cho điện thoại di động, viết các cái ứng dụng cho các cái doanh nghiệp phần mềm, cho các cái đơn vị người ta đặt hàng. Có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau nhưng thường nó sẽ đi đôi có kiểu dữ liệu. Tương tự như vậy với bài toán số 2. Bài toán số 2 thì chỗ này thì nói nhanh thôi, thì không code nữa để ta dành thời gian làm việc khác. Ở bài số 2 thì 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng n mũ 3. Một số bạn ngây thơ là for i chạy từ 1 đến n, s thì bằng s nhân với i nhân i nhân i. Rõ ràng ở đoạn này ta đang chưa học cấu trúc rẽ nhánh, chưa học cấu trúc lặp mà có bài tập này thì át hẳn nó phải có cách làm khác. Và trên thực tế trong 13 công thức số học cần nhớ thì ta nhận thấy 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng n mũ 3 nó sẽ bằng n nhân n cộng 1 chia 2 tất cả bình phương. Đấy. Các bạn nhớ cái biểu thức này nhé. Ở đây thầy sử dụng sleeping tool này chụp luôn công thức này. Đấy, ta có công thức này.
Vì nó có cái công thức này nên ta bài toán quay về bài toán là cho giá trị S tính biểu thức n nhân n cộng 1 chia 2 tất cả bình phương. Và khi đó thì ta có một cái nhận định như thế này. Khi làm ở bài này thì mọi người hay bị sai, bởi vì ở buổi trước thầy có nói rằng mọi bài toán phép với phép toán chia thì phải ép sang kiểu số thực. Đúng không? Các bạn còn nhớ cái kia keyword thầy nói không? Nhưng ta phải quay trở lại nhận định. Biểu thức S này nó là tổng lập phương của các số nguyên dương. Do đó kết quả của nó không thể là số thực được. Nên kết quả của nó các em phải khai báo nó là kiểu nguyên. Vậy thì khi khai báo S là kiểu nguyên thì các bạn phải khai báo là thằng long long S. Đấy. Và khi đó S của ta nó sẽ là bằng là khi đó biểu thức S của ta nó sẽ là bằng là N nhân N nhân N cộng 1 rồi lại nhân tiếp N cộng 1 rồi sau đó nó mới chia cho 4. Đấy. Sau đó từ bây giờ ta lại thực hiện là lấy 1 LL nhân với nó. Ở trong khi cốt ở cái bài số 8 này, bạn nào cốt như thế này các bạn comment cho thầy số 1 nào. Bạn nào cốt khác comment số 0 nhé. Có bạn nào vừa bay ra ngoài thì phải nhỉ? Lâm comment không ạ? À? Sao thầy cảm giác như mọi người có khả năng sáng tạo cao đấy, sao toàn đi theo hướng khác không liên quan gì tới hướng của thầy đấy. Thông thường thì mọi người sẽ áp dụng một cái công cụ tool mạnh hơn đúng không? Băng hỏi làm như thế với sâu. Trên thực tế với cái bài toán như thế này thì bài này phải xử lý số lớn, bởi vì ở đây ta nó liên quan tới khoảng tầm n mũ 4. Với n mũ 4 thì cái kiểu long long nó cũng không chịu được. Có bạn ép nó sang kiểu float. Nhưng tốt nhất thì ta nên sử dụng Trung bảo em có bỏ qua gì không thầy? À, Trung vừa rồi thầy có hỏi comment số 0 và số 1 là cho trường hợp là em có code giống thầy không? Thế bằng comment bảo em không, bởi vì em xử lý với sâu. Hoàn toàn tốt. À, vừa rồi là Trung bay ra ngoài à? Để thầy chụp lại đây. Sao thầy buồn với thầy đấy, chung với bằng nó đều không làm giống thầy, các bạn khác cũng thế rồi, thôi hãy quên việc đấy đi. Như vậy thì để làm được các bài tập kế tiếp, bài M1 mũ 5 thì các em là lại mở cái file này ra ở đâu nhỉ, file này đây, 1 mũ 5 cộng 2 mũ 5 cộng n mũ 5 nó bằng từng này. Đấy, ta lại submit pin tool. Vậy thì bài toán của ta lại quay về là cho n hãy tính cái giá trị của biểu thức trên. Và khi đó thì mọi người luôn nghĩ rằng cái biểu thức này nó chia cho 12 nên nó là một phân số. Hãy lưu ý rằng tổng của nó là tổng của các số nguyên dương nên kết quả của nó phải là kiểu nguyên nhé. Vì kết quả của nó là kiểu nguyên nên các em cũng sẽ khai báo cái biến F của mình là kiểu long long. Tất nhiên thì để làm được với số lớn thì ta sẽ phải sử dụng xử lý sâu. Nhưng ở bên Python thì các bạn nhân nó một cách thủ công, nó ra luôn kết quả. Cái ông Python nó rất mạnh. Nó có thể nhân các số khoảng tầm 10 mũ 17 nhân 10 mũ 18 nó vẫn nhân bình thường. Python nó mạnh ở chỗ đấy, có mỗi là tốc độ xử lý của nó hơi rùa đấy. Cái Python hiện nay cũng là một trong những ngôn ngữ đáng để học. Tuy nhiên để thi học sinh giỏi thì nó lại chưa phải là ngôn ngữ phù hợp. Thầy cũng có hỏi tham mưu đến các cái thầy chuyên gia ở dạy đội tuyển cấp quốc gia, à quên nhầm, các thầy chuyên gia trong lĩnh vực IT của Việt Nam mình về vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi, thì các thầy ấy vẫn khuyên là chân thành là việc sử dụng cái ngôn ngữ thi học sinh giỏi tới thời điểm này nên sử dụng ngôn ngữ lập trình C cộng cộng đấy. Và cũng chính vì thế nên trong phần này thì thầy đang hướng các bạn chủ yếu sử dụng C cộng cộng để code và có những cái kinh nghiệm để các bạn không bị mất điểm trong khi làm những cái bài tập dễ. Đi thi thì bài tập khó các bạn làm đạt được điểm tối đa nhưng bài tập dễ bị mất điểm.
Cụ thể là trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, rất ít bạn full điểm bài số 1, lại mất điểm ở bài số 2. Nhưng bài số 3 lại làm được full điểm, thế nó mới hài hước chứ. Trong khi bài số 1 mọi thí sinh đi thi đều làm được, nhưng không full điểm. Đó là cái câu chuyện rất lạ. Ví dụ như cái bài toán hôm có lần thầy thấy có một cái bài thi rất đơn giản. Cho một dãy số, hãy chọn ra 3 phần tử có tổng là lớn nhất. Như vậy thì theo cái phương pháp thủ công nhất, các bạn sort nó lại thành một dãy tăng thì ba thằng cuối cùng là thằng ba thằng có tổng lớn nhất. AN trừ 1 và AN trừ 2. Như vậy kết quả của mình là S sẽ bằng là AN trừ 1 cộng AN trừ 2. AN cộng AN trừ 1 cộng AN trừ 2. Như vậy thì rõ ràng kết quả của nó bây giờ nó sẽ là 3 nhân 10 mũ 9. Vậy thì thằng S lại bắt đầu phải khai báo sang kiểu log log. Nhưng mà không ai quan tâm, mọi người vẫn INTS và dẫn đến không đạt full điểm. Vậy thì qua cái việc thầy nhắc như thế thì các bạn này lưu ý nhé. Và không bị mất điểm, ngớ ngẩn bởi những cái. Hôm tới thì sau hết khi buổi số 4 này thì sẽ có một cái đề thi thử cho các em để kết thúc nội dung. Rồi tương tự như vậy thì với cái bài toán số bài toán tổng tự nhiên nhân dồn tổng nghịch đảo thì các công thức của nó đã có sẵn ở trong này. Đấy các bạn đấy, tổng cặp số tự nhiên nhân dồn nó có sẵn ở đây rồi, n nhân n cộng 1 nhân cho n cộng 2 chia cho 3. Lưu ý là phép toán chia này vẫn là chia lấy phần nguyên nhé, không cần ép sang. Với cái bài toán số 9 này, bài tổng nghịch đảo ấy, nó sẽ bằng n chia n cộng 1. Đa số các em làm sai bài này bởi vì các em để nó là nguyên, vậy thì các em phải tự ép tử số nó thành số thực, bởi vì tổng phân số nó là số thực mà. Rồi bài số 10 ở đây cũng thế. Tổng của nó sẽ là n nhân n cộng 3 chia 4 nhân n cộng 1 nhân n cộng 2. Thì các em phải ép cái thằng tử số này thành số thực. Các em nhẹ nhân nó với giá trị là 1.0. Thì ép ta sẽ khai báo kiểu float. Rồi. Tương tự như vậy với các cái bài toán khác liên quan tới dãy số. Thông thường thì với các bạn học sinh không thể nhớ được hết 13 công thức này. Vậy thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy keyword là 13 công thức tổng quát cần nhớ, tổng dãy số cần nhớ, và lên Google tìm thấy ngay. Còn với những bạn mà học để sắp thi vào tháng 9 này ấy, thì các em in cái tờ giấy này các bạn dán ngay đầu góc phòng tập nhé. À Nguyên ơi, hiện tại server chưa chạy nhé, tí nữa thầy mới chờ thầy 1-2 phút thầy nói qua cái phần này thì sau đó thầy giao bài của cái nội dung phần kế tiếp thì ta mới bật server nhé, để các bạn tập trung. Và khi làm việc với tệp thì làm bài trên server thì các em nên có một cái thói quen, đó là làm và chấm một bài một lần duy nhất và cố gắng đạt được full điểm bài đấy. Và tất nhiên nếu mà không được full điểm thì cố gắng sửa bài mà code mà nộp lại thôi, nhưng phải cố gắng tạo ra một cái kỹ năng chấm một phát full điểm luôn. Đi thi người ta chấm bài các em có đúng một lần duy nhất thôi, mà các em cũng chỉ được nộp bài một lần duy nhất. Do đó cái server này nó cực kỳ nguy hiểm, đó là nó rèn cho các em một cái thói quen cực kỳ nguy hiểm, đó là thử xem mình làm có đúng không. Đấy. Cái server cái mặt trái của cái server mà thầy đang cho các em sử dụng đấy, đó là cái... đúng rồi, anh Minh bảo donate trừ điểm với cho thầy cho vui đúng không. Nên các em phải có một cái kỹ năng làm cực kỳ quan trọng, đó là làm một phát chấm phát full điểm luôn. Thậm chí khi các em có thói quen làm ấy, ấn F9 phát không báo lỗi luôn. Ví dụ như đây thầy thử biên dịch chương trình xem có lỗi không. Đấy. Hãy tập tập cho mình những cái thói quen ấn F9 không báo lỗi là một. Đấy, chương trình của thầy chạy không có lỗi tí nào luôn. Và các em rèn cho mình kỹ năng đấy. Và sau này server chạy các em nộp một phát thì full điểm luôn. Đấy. Và không thể có những lỗi như là đặt sai tên tệp này, file favorite này, quên sọc sọc chưa xóa này, rồi nhập dữ liệu bị sai, ghi kết quả sai định dạng. Những cái lỗi như thế thì đi thi mình không cứu được. Và đây ngay từ lúc đầu mà ta không bị mắc lỗi đấy thì sau này thầy chỉ cần dạy các em các cái chuyên đề nâng cao là xong. Đấy. Và thầy sẽ cố gắng giao bài thật nhanh để cho các em nhanh chóng chuyển sang chuyên đề nâng cao để đủ 20 buổi các em có thể thi học sinh giỏi được luôn. Đấy. Rồi, hôm nay ta đó là cái nội dung các cái nội dung khác của cái file này thì các bạn nhớ nhé. Có cái file này thì các em nên in ra dán ngay đầu góc học tập. Học thuộc nó giống như học thuộc là 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Cố gắng nhớ đi nhớ lại, đó là trong nội dung bài day 2. Để thầy spot lại cái này, nó gửi lại các bạn luôn.
Các bạn là chờ thêm một giây nhé, để mình các bạn chờ thêm một giây để lấy chút nào. Đã qua. Chờ thêm một giây nhé. Lúc em đúng ta có mỗi một hôm không bật máy đâu mà không biết dữ liệu mình để đâu nữa. Cái zoom này quá, cái này nó không ẩn đâu. Mà chờ một tí ông server thể bật lại. Sang tuần này thì thầy cuối tuần thầy bảo vệ luận văn lên này. Sau cái đợt bảo vệ luận văn xong thì thầy sẽ triển khai cho các bạn sử dụng trên cái hệ thống server mới, đảm bảo các bạn chạy bao phê luôn. Thế có nộp tất cả các bài từ đây một được không? Tất nhiên là được chứ Băng. Server nó chứa tất cả các bài trong cả bài tập nâng cao của cái lớp nâng cao Băng nhé, cả chung nhé. Nó có cả của nâng cao nữa. Nên nhưng mà tôi chờ thầy một giây để thầy load cái hệ thống ấy. Hôm nào thầy rỗi thầy phải cài lại cái Win. Máy thầy dạo này chạy vừa bỏ quá. Thế bao giờ mới mua được Core i9 để chạy đây? Thầy mua Core i9 về chắc vợ thầy cho thầy ra ngủ với Core i9 ở ngoài sân. Chung nhá, cứ bình tĩnh, khoan đã lấy vợ em nhé. Để dặn trước. Các bạn khác cũng đấy. Chứ không sau này mình đam mê công nghệ, muốn mua đồ công nghệ cũng không mua, không được mua đâu. File D4 thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo. Các bạn chờ tải file D4 về, sau đó chờ thêm một chút để thầy Lâm có hỏi bài 7 Lâm có hỏi bài 7 ok. Các em tải cái file kia về nhé, server chờ thêm một tí.
77 có gì đâu nhỉ? 77 thầy vừa à quên cái file này thầy chưa chưa D D2 chưa gửi lại file D2 D3 nhỉ. À, chú Lâm ơi, thầy vừa gửi lại file D2, tải lại file D2 nhé. À, còn các bạn tải cái file D4, bài tập của file D4 khá nhẹ nhàng với các bạn đã học rồi. À, tuy nhiên ta cũng cần phải hệ thống lại, đảm bảo rằng à, các em nộp một phát có full điểm luôn. Đứa nào mà không nộp hai phát thì thầy cho hai đập. Một phát full điểm luôn nhé. Rồi chờ thầy một tí để thầy chạy server cái đã. À, hóa ra cái ổ C của thầy nó bị ổ D của thầy nó bị đầy. Nên nó cái lắc này. La quan. Ừ, tất nhiên không về riêng với băng thì không nên không ấy, con gái hãy nỡ lòng về nhớ lòng nào để đối xử với con gái như thế không à. Ừ. Thế nào Minh làm con gái thì thầy sẽ không nào, thầy đang lấy gì nhỉ? Mình đó cái thầy quên luôn à, à chạy server này rồi để làm test ở hệ thống đây. Sao dùng từ bông hoa nghe kiểu là sao ông Trung ạ? À? Ta nên sử dụng là cái từ gì nó phải mỹ miều hơn một tí, dùng từ gì nhỉ? Rồi, khi nào thầy nghĩ, bây giờ đầu óc của thầy chưa nghĩ được. Rồi server bắt đầu chạy rồi các băng em phũ vàng đấy. Bây giờ rồi thấy các bạn bắt đầu nộp bài, bây giờ ta có thời gian để các em bắt đầu nộp bài những cái bài ta còn nợ nần nhá. Ai nợ nần gì trên server thì nhớ nộp ngay. Và bây giờ thầy cho mình bắt đầu xem cái hệ thống chấm. Khi nộp xong thì các bạn lưu ý là các em chỉ nộp một phát, mỗi bài các em copy code và nộp một phát đây. Đúng, ít ra cũng phải được như chung, phải nghĩ đến hoa hồng, hoa lan, hoa lệ, hoa hướng dương, hoa trạng nguyên, nàng băng nhà mình này, nàng lại bảo hoa ấy. Để đấy. À, hôm có đứa nó mò được mật khẩu admin của thầy, thế nó lấy code và cái lớp trước vào cứ lấy tài khoản admin nộp, một lúc thấy ông admin đỏ lừ ở phía dưới chân, à đen xì dưới chân, hóa ra là nộp toàn fail. Ừ. Rồi các bạn nộp bài nhé, ta xem trên server bây giờ đang chấm và nộp bài. Có bạn nào nộp bài nào thì ta sẽ vừa nó chấm bài của ai nhỉ? Với một số bài thì các bạn chưa đạt được full điểm do các bạn, do chưa xử lý số lớn nên các bạn cứ làm để nộp có điểm đã nhé. À, cố gắng điểm cao nhất có thể là được. À, để thầy xem lại bảng danh nào. Ừ. À, Trung cố gắng lên nhé. Bây giờ băng đã gấp 3 ba lần điểm em rồi. Ừ. Lần trước thì thầy động viên là Trung là và các bạn là bạn băng gấp 2 lần thôi, nhưng mà bây giờ bạn ấy gấp có 3 lần thôi. À. Rồi sau đó đến Lâm, Lâm cố lên, Lâm đã lên tới 72 rồi. À.
À, Thiên được 68 rồi. À, đâu nữa nhỉ? À, Kiên đã được 51 rồi, Ngầu Vết. Hôm nay không thấy Quang đâu nhỉ? Quang lại bùng học à? Để tác với ông Quang này. Hôm trước đã bùng học rồi, hôm nay lại bùng tiếp. Chắc là phải cho ra ngoài đi chơi mới được. À, Huy chưa có tài khoản à? Quên mất. Huy chờ thầy một tiếng nhé, để thầy có tài khoản. Tôi thấy tưởng server đợt trước Huy có tài khoản này nhỉ? À, Huy năm nay lớp mấy Huy nhỉ? À, cái từ ACD, từ AC là accept, còn D có kiểu giống như AC phun điểm D ấy. Đấy. À, đúng rồi, Huy cùng lứa với Băng nhỉ? Ừ. Quên mất. Mấy bạn cùng đối thủ đi thi trong thi cấp tỉnh với nhau nhá. User là VV Huy, mật khẩu là ACD nhá. Ngoài ra thì mọi người có thể lấy tài khoản của Huy để spam cho nó tụ điểm cũng được. Các em lưu ý là ta có thể dùng Tuấn Anh có hỏi gì ấy nhỉ? Lạc quan sao video thầy xem lại lag đấy nhỉ? À được rồi, bây giờ Tuấn Anh em phải chụp cho màn hình nhá. Bây giờ trong cửa sổ code block hiện tại của em là em tắt đi tất cả các thanh công cụ. Do đó em cần phải bật lại các thanh công cụ. Thao tác bật các thanh công cụ thì như hôm trước Trung cũng là làm video hướng dẫn cho mọi người một lần rồi hay sao ấy. Rồi để thầy chỉ luôn. Các bạn lưu ý, các em lưu ý là trên server có các cái video bài giảng các buổi học của mình. Khi các bạn xem thì nhớ like comment cần lực để cho nó nổi trên YouTube nhé, để cho nhiều người được xem hơn và được dùng để khai thác cái học liệu này để hỗ trợ cho việc học việc dạy. Hiện nay thì các bạn xa nhất cũng học các cái video mà thầy đang dạy các em như ở Kim Giang, ở Đà Nẵng, Lâm Đồng. Hôm trước thì có một bạn báo tin vui là đã đỗ thi chuyên tin ở Hà Tĩnh, đã đỗ chuyên tin rồi. Thế nhắn cảm ơn thầy, bảo thế mừng quá các bạn ạ. Dùng xe thoải mái chứ Băng, em phải xe cần lực comment tập mực, huy động 500 anh em đăng ký kênh giúp thầy với nữa. Các em cũng thế nhá. Thầy biết là nhiều bạn đang còn chặn kênh của thầy nhưng mà hãy nhớ đăng ký kênh của thầy á. Ta quay trở lại câu chuyện của Tuấn Anh. Tuấn Anh ơi, em vào thẻ view này, em tích tích 4 thằng này nhé. Cô Lâm vừa nói đi mẹ. Thôi con đi chỗ khác đi để bố tí nữa bố sang bố xử lý cho. Cô Ta vào view này, ta chọn toolbar này, đánh dấu tích hết bọn này. Đấy, em tích hết các cái cửa sổ đấy là nó sẽ hiện lên Tuấn Anh nhé. Rồi xin mời xem các bạn khác đang nộp bài. À, cái video bài giảng thì hiện nay thì rất là nhiều các bạn học sinh và các thầy cô đang dùng để học và ở cái kênh đấy thì thầy cũng mong là thực tế thầy cũng làm theo cái hướng đó là làm ra các cái lớp học cộng đồng
để cho các bạn ở xa không có điều kiện học được, thì các em được tiếp cận cái nguồn tài liệu tốt. Khi mà các em đủ lông đủ cánh là các em có thể học chuyển hướng, tức là sau khi mình thi xong học sinh giỏi mình có thể chuyển hướng sang thì làm các học về lập trình ứng dụng. Thực tế cái quan trọng ban đầu các em chỉ cần có cái cơ sở về các cái thuật toán tối ưu thì sau này chuyển sang lập trình ứng dụng nó sẽ rất tốt. Bởi vì sau này thì khi mà trở thành lập trình viên ấy, không phải các em sẽ phải viết toàn bộ lại chương trình đâu. Thông thường thì nó sẽ có những cái framework của các cái công ty, người ta tự design ra các framework. Sau đó từ cái framework đó người ta sẽ kéo thả tạo thành được những cái giao diện phần mềm như người dùng. Và sau khi kéo thả xong người ta được một cái project gọi ta tạm gọi là dạng thô. Sau đó các cái coder, tức là các lập trình viên mới bắt đầu quay ra sửa trên code đấy. Ví dụ như là cái chức năng đơn giản nhất là chức năng tìm kiếm số báo danh trên bảng điểm chẳng hạn. Theo lý thuyết thì khi mà mình thí sinh yêu cầu hãy nhập số báo danh ấn nút tìm kiếm thì nó sẽ for từ đầu dãy số đến cuối dãy số, tức là for từ đầu mảng đến cuối mảng. Nếu có thằng nào mà bằng thằng số báo danh thì thông báo điểm của thằng đấy ra, đúng không? Còn nếu không có thì nhìn thông báo là tôi không tồn tại số báo danh này. Tuy nhiên nếu mà làm như thế thì với tỉnh Yên Bái mình có khoảng tầm 7.000 thí sinh thì ok. Thằng Hà Nội nó có khoảng tầm 100.000 thí sinh, tức là 10 mỗi năm thì ok. Nhưng mà cả nước Việt Nam mình mỗi năm có khoảng tầm 1 triệu thí sinh. Thì tại thời điểm đó có rất nhiều truy vấn cùng vào cùng một lúc. Thì khi đó nó có khoảng tầm 20.000 thí sinh truy cập vào. Nó for trên khoảng tầm 1 triệu thí sinh đấy. Thì giải thuật nó sẽ bị timeout ngay. Vậy thì làm cho server bị sập, dẫn đến là nó bị nghẽn cổ chai. Vậy thì người ta sẽ phải xử lý bằng cái cách là thay vì việc tìm kiếm bình thường thì người ta sẽ sử dụng một thuật toán tìm kiếm tốt hơn, đó chính là giải thuật tìm kiếm nhị phân. Đấy. Người ta chia đôi không gian tìm kiếm xem số báo danh này thuộc diện nửa trên hay nửa dưới, sau lại chia đôi cái nửa đấy ra tiếp. Ở sau này phần sau thì thầy sẽ nói kỹ hơn. Rồi, trên server vẫn đang bật thì tuy nhiên bây giờ tới thời điểm này chưa bà con nào nộp thêm bài nữa. Vậy thì thầy trò mình sẽ tiếp tục sang nội dung của bài số 4 ngày hôm nay nhé. Nội dung của bài số 4 hôm nay thì theo đúng chương trình thì thầy trò mình sang với phần cấu trúc dãy nhánh. Ở trong nội dung này có các cái nội dung rất trọng tâm với các bạn mới học lập trình thì nó cực kỳ quan trọng. Với các bạn chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc Python sang C cộng cộng thì các bạn làm nó khá dễ dàng. Nhưng như ở đây thầy có nhận thấy là có Trung, có Băng và có Huy là đã chuyển đổi, có thể chuyển từ đổi từ Pascal sang C cộng cộng. Rồi thì các em phải đảm bảo là nộp một lần full điểm. Đấy. Đứa nào nộp 2 lần full điểm thầy đập chết. Đấy. Rồi vừa rồi anh Minh có hỏi xem học bài 8. Ok. Bài số 8 của anh Minh xem nào. Đây là mình nộp bài 8 được, bài bài số 8 full tối đa chỉ được 5 điểm thôi em nhé. Còn các cái test to hơn thì sẽ là bị timeout, là bị à không phải timeout xin lỗi, là bị tràn kiểu dữ liệu. Là do là bài này ở cái đoạn phần nâng cao phần sau ấy, ta lại học sang cấu trúc lập. Sau học sang kiểu dữ liệu sâu thì ta mới quay trở lại làm full điểm rồi nhé. Còn ở bài 7 của anh Minh em nhìn nhìn thấy rằng cái lỗi này là lỗi trong phim trưởng người ta gọi là chu di cửu tộc. Còn bên ngoài thì ta có thể chống đẩy hít đất 500 cái. À thôi, chỉ cần 5 cái thôi. Không tìm thấy file kết quả rất liều nhé. Tức là đặt sai tên file. Do đó anh Minh lưu ý, bài số 7 em đã hy sinh. Ừ. Làm lại bài số 7 nhé. Và ở đây thầy cũng lưu ý các bạn, một trong những cái lỗi thậm chí đến học sinh của thầy các cái khóa trước ấy, đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia rồi mà vẫn đặt sai tên file. Đấy. Và cái lỗi này là lỗi nguy hiểm cực kỳ. Tức là bài đề thi có 4 câu, chẳng may câu này là câu 6 điểm chẳng hạn. Thì các bạn bay luôn từ phòng gửi xe đạp rồi. Câu 6 điểm bỏ qua. Câu cuối thường thường là 6, 5, 3, 2. À không phải. 6, 6, 6, 6, 6, 5, 3. Đúng rồi, 6, 6, 5, 3. Câu 6 điểm bỏ qua, câu 3 điểm bỏ qua mất 9 điểm. Như vậy tối đa mình chỉ được 11 điểm. Mà câu câu 3 thì không thể full điểm được. Thì dẫn đến là chỉ khoảng tầm 10 điểm. Mà đề thi người ta lấy khoảng 12, 13 điểm có giải khuyến khích.
Vậy hay nói cách khác, nếu mà một câu dễ bị không tìm thấy file kết quả này thì chắc chắn là không điểm. Đấy. À quên, chắc chắn là không có giải. Đấy. À, vì về thế thì các bạn hãy lưu ý, hãy cố gắng làm một phát chấm full điểm luôn. Rồi các em sẽ làm phần kế tiếp nhé. Bây giờ ta có khoảng tầm 5 phút để cho 4 phút để các bạn nộp các cái bài đang còn tồn đọng. Sau đó thầy sẽ giảng tiếp cái phần nội dung phần cấu trúc dãy nhánh. À, ông Huy ông đang còn chưa biết cách nộp à? Để thầy xem nào. Như thế nào nhỉ? Đây. Trong nhóm của mình Huy à, đúng rồi vì Huy vào sau mà nhỉ. Video đăng nhập chấm bài trực tuyến làm việc với tệp trong C cộng cộng. Đăng nhập hệ sinh thái số. À, trên kênh YouTube của thầy thì có video hướng dẫn nộp bài trên server. Hình như hôm trước thầy đã ghim mà nó lại trôi vô vọng lắm rồi. Các bạn vào YouTube cứ gõ tìm chữ Đặng Tuấn Thành kiểu gì cũng tìm thấy thầy. Nhớ like, comment, đăng ký kênh giúp thầy nhé. Hiện nay có khoảng tầm 700-800 bạn gì đấy đang đăng ký ở kênh. Hôm nay cũng có một cô giáo ở Thanh Hóa gọi để xin các cái nội dung hôm nay đã có 793 bạn đăng ký ra và thầy sẵn sàng để chia sẻ toàn bộ các cái video bài giảng và các cái bài làm các cái buổi học của các em đây để cho các thầy cô có cái nguồn tài liệu để dạy các bạn học sinh khác. Rồi trong video này các bạn này là hướng dẫn nộp bài. Ở đây thì có cái video hướng dẫn nộp bài. Lại quảng cáo như này. Thì trong khi cái quá trình xem thì các bạn cũng có thể like, share, comment tận lực nhé. Đấy, Huy xem hướng dẫn nộp bài ở đấy em nhé. Nhớ đăng ký kênh giúp thầy luôn. Và em nộp bài theo hình thức copy code nhé. Rồi, thầy cho mình chưa còn mấy phút để thầy đi kiếm bóng nuôi chè phát. Mời các bạn uống nước chè nhé. Hôm nay thầy đi xe hơi nhiều nữa mà. Thầy mệt nên uống nước chè cho nó tỉnh táo. Rồi, ta bắt đầu cái nội dung hôm nay nhé. Có bạn nào còn nộp bài trên đây không? Có câu hỏi nào khác không? Rồi, ta sẽ sang cái nội dung ngày hôm nay. Cái nội dung khá quan trọng về cấu trúc dãy nhánh. Với các bạn đã biết về cấu trúc dãy nhánh thì các em hãy làm các bài và nộp bài lên server nhé. Hệ thống test đã làm các cái test chấm bài học của chúng ta và có cả test của cái lớp nâng cao. Do đó bạn làm lần bài tập lớp nâng cao.
Rồi, ta sang cái nội dung buổi học ngày hôm nay, ta tìm hiểu về cấu trúc dãy nhánh. Thì cấu trúc dãy nhánh là một trong những cái cấu trúc mà ta sẽ thường thấy trong cuộc sống. Ví dụ như hôm qua thầy đi đến cái chung cư Nam Đô ở Hà Nội, thì thầy lên nhà thầy chuyên gia. Thì khi đến cái khi mà thầy đi vào thang máy, thầy đi rất nhiệt tình, thầy phi thẳng vào thang máy. Sau đó thầy chọn tầng 15, thầy ấn tầng 15, sau đó thầy đứng huýt sáo. 3 phút sau vẫn thấy thang máy nó không chạy, thầy quên cứ nghĩ rằng nó đang chạy nhưng hóa ra nó không chạy. Vậy như vậy thì theo các bạn tại sao nó không chạy? Các bạn có thể giải thích giúp thầy trong cửa sổ comment không? Tại sao thầy ấn vào thang máy thầy ấn số tầng 15 mà nó lại không chạy? Có ma. Ừ, đúng là cái bà bằng này. Ma là ma thế nào? Ừ. Giải pháp có ma. Không phải. Có ai có thể giải thích tại sao vào trong thang máy ấn thang máy mà nó không chạy không? À, thầy hiểu ý của băng rồi, tức là có ma đúng không? Ừ. Hay là có ma? Ừ. Tối nay nếu mà mất điện thì giờ thầy đã thăng rồi, còn đâu mà ngồi đây mà dạy em nữa hả trời. Thầy mà vào thang máy rồi. Đúng thật, nàng băng nhà mình ma mấy em gì ở đây làm gì có nào. À, thế cái chung cư của thầy vào nó có 42 tầng mà thầy lên tầng 15. Ồ. À. Ừ. Rồi, cảm ơn các bạn đã đề xuất là thực tế không phải, mà là hóa ra cái chung cư đấy, cái thang máy đó muốn dùng được thì phải có cái thẻ tư, để quét cái thẻ tư thì khi đó nó mới chạy được. Ta tạm gọi là thẻ hội viên hay thẻ thành viên đấy, nó quét cái bảng điện tử thì khi đó ấn vào đấy nó mới chạy lên. Thì như vậy thì lúc đó thầy giả sử thầy lấy cái thẻ ATM của thầy, trong đó còn âm khoảng tầm 500k, thì thầy lấy cái thẻ của thầy cũng là thẻ từ mà thầy quét đi quét lại nó không chạy đấy. Thì kể ra thì cũng hơi quê thật. Và thầy thử một số các cái thẻ từ mà thầy có trong, ví dụ như thầy có thẻ từ của Mixi khi mua hàng, rồi có thẻ từ của thẻ ATM, thẻ chip ấy, nhưng đều không quét được cái mã của cái thang máy đó. Sau thì đành phải chơi cái bài ra năn nỉ bác bảo vệ ba ơi quét cho cháu lên, để cháu lên nhà thầy chuyên gia cái. Kể ra thì cũng hơi quên một tí. Rồi, như vậy thì ta nhận thấy rằng khi thầy quét một cái thẻ từ của thầy vào thì rõ ràng nó cũng có từ, nhưng mà cái mã của nó không đúng. Và khi đó thì rõ ràng là cái mã từ của trên cái thẻ của thầy, cái thẻ của thầy đây, nó không khớp với cái mã của cái thẻ từ của thang máy. Như vậy là cái điều kiện nhập vào dữ liệu là nó bị sai, và khi sai thì nó không hoạt động đấy. Thì lúc mà bác bảo vệ ở ngay chỗ sảnh chung cư ấy, bác vào bác quét cái thẻ từ bác phát, thế là mình lại tung tăng. Cái ưu điểm của cái thang máy đó, đi lên thì cần thẻ nhưng mà đi xuống lại không cần thẻ, thế mới hay. Mà thầy cũng chưa hiểu cái nguyên lý hoạt động nó kiểu gì, đi lên thì cần thẻ nhưng đi xuống lại không cần. Và như vậy thì mình có thể hình dung ra ngay được rằng nếu dữ liệu nhập vào mà đúng thì nó kích hoạt, còn nếu dữ liệu nhập vào và sai nó không làm gì cả đấy. Và đó là một trong những cái cấu trúc dãy nhánh mà mình nhìn thấy ngay ở trong cuộc sống. Thì ở trên thực tế thì qua cái ví dụ đấy thì các bạn thấy thầy rất chi là quê khi mà vào một cái chung cư hiện đại đấy. Và sau này các bạn cũng như thế, các bạn là những người lập trình viên lập trình ra những cái hệ thống bảng mạch như vậy. Vậy thì ở trong cái nội dung phần này thì các bạn sẽ được hình dung được cái cấu trúc dãy nhánh trong cuộc sống là nó có rất nhiều, và khi đó
Trong bởi mỗi ngôn ngữ lập trình thì cấu trúc dễ nháy nó sẽ có cách trình bày khác nhau bởi câu lệnh dễ nháy. Rồi bên cạnh đấy thì ta sẽ tìm được tìm hiểu những cái giải thuật đơn giản, những giải thuật tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, rồi tổ chức chương trình chính thành các chương trình con. Vậy thì ta sẽ tìm hiểu cấu trúc đầu tiên mà ta nhận thấy. À, thì khi đây cấu trúc của nó là nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Ở trong C cộng cộng thì nó ghi là nếu điều kiện mở ngoặc nhọn thực hiện câu lệnh một, câu lệnh hai, vân vân. Ừ, chính xác của này nó cấu trúc về về ngữ nghĩa thì nó giống nhau đó, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Và ở như vậy thì ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì so với Pascal thì nó không có chữ thì ở đây, nó chỉ là nếu điều kiện, cả biểu thức điều kiện phải đặt trong cặp giống ngoặc tròn đấy. Nếu có nhiều điều kiện cũng phải đặt nó trong cặp giống ngoặc tròn đấy. Mở ngoặc nhọn các cái câu lệnh mà cần thực hiện sau đó đóng ngoặc nhọn. Nếu mà chỉ có một câu lệnh thì ta bỏ cái cặp ngoặc này đi. Nên hôm khi nãy Băng bảo thầy hơi quê, đó là lúc mà thầy vào ấy, nếu mà cái mật mã, cái input của thầy là hãy nhập mật mã từ, tức là thầy quét thẻ từ là nó sẽ thu được một cái mật mã. Sau đó nó thấy rằng nếu mật mã này bằng với cái mật mã của cái thang máy thì thực hiện câu lệnh một, đó là nó kích hoạt bảng chữ số và thầy có thể ấn vào một tầng nào đó để di chuyển. Đấy. Tất nhiên mật mã của thầy sai nên nó bỏ qua. Thế là thầy đứng huýt sáo ở trong kiểu giống như mình đang đi lên tầng 15. Cảm giác bao phê luôn. Chờ mãi chẳng thấy nó tròn. À, đúng rồi, chung bên Pi thì nó là dấu hai chấm. Cái loại thứ hai đó là nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh một, ngược lại thực hiện câu lệnh hai. Đấy. Trong cái ứng dụng mà tra tra cứu điểm ấy, các bạn nhập số báo danh vào, nếu mà thấy rằng nếu số báo danh của bạn mà bằng một cái số báo danh ở trong bảng cơ sở dữ liệu thì nó thực hiện câu lệnh đó là thông báo điểm của thí sinh đấy, ngược lại thông báo là không tồn tại thí sinh có số báo danh này. Vậy thì cái câu lệnh của nó là nếu ở chỗ đặt câu lệnh này này, câu lệnh một này mà có nhiều lệnh thì các bạn sẽ đặt nó trong cặp giống ngoặc nhọn như thế này. Và lưu ý nhá, khi mà thầy code ấy thì câu lệnh nào nó cùng cấp độ với nhau. Nó cùng cấp độ với nhau thì nó được gióng với nhau thành một cột. Và các cái dấu ngoặc khi code thì các em cố gắng code để sao cho cái ngoặc của thằng nào sẽ đi đôi với thằng ngoặc của thằng đấy, nó gióng với nhau thành một cột. Xem code của các em, một số em có cái thói quen để cặp dấu ngoặc ở bên trên này này. Đấy. Thì rõ ràng thì bây giờ mình đang học lập trình có cấu trúc, được đặt dấu ngoặc như trên nó không sai về ngữ nghĩa, tức là khi về cú pháp nó không sai. Nhưng khi với một chương trình lên tới khoảng 100-200 dòng thì nó sẽ khó, không thuận lợi cho người đọc chương trình. Phải hình dung rằng code của mình viết cho khách hàng đọc, code của mình viết cho cái thằng coder của cái công ty khác đọc, chứ không phải là code để viết cho mình đọc nhé. Mình chỉ là một phần rất nhỏ.
À, đúng rồi Tuấn Anh, nếu có một lệnh thì ta không được sử dụng dấu ngoặc nhọn. Đúng rồi Trung, khi sử dụng dấu và thì ta sử dụng dấu and. Đấy. À, nếu nhiều điều kiện thì ta sử dụng phép toán and nhé. À. Tất nhiên mình có thể sử dụng câu lệnh if để lồng nhau. Tương tự như vậy với chỗ này là câu lệnh 3, câu lệnh 3 chẳng hạn. Chờ sau eo này nếu có nhiều lệnh thì để em thực hiện là câu lệnh 4 đấy chẳng hạn đấy, thì nó cũng sẽ đặt trong cặp dấu ngoặc. Và với học sinh của thầy thì từ trước đến giờ, ngay cả các bạn ở trong đội tuyển cấp quốc gia, không thầy không thông thường thầy không cho phép viết cái dấu ngoặc nhọn này, nó nằm ở bên trên này đâu, mà yêu cầu phải trình bày ngay như thế này, bởi vì sản phẩm của mình viết cho người khác đọc đấy. Các em phải hình dung là ngay cả với một người mới học lập trình, người ta nhìn code của mình người ta cũng phải dễ dàng hiểu được. Nó cũng giống như cái đèn giao thông mà các bạn cứ cho nó nháy như đèn nhấp nháy thì người dân thì làm sao biết đường nào mà chạy, đúng không? Nó nhảy trước khi nhảy sang xe đỏ vàng xanh, hoặc là xanh vàng đỏ, sau đó nó nhảy đỏ sang vàng, xong vàng sang xanh, xong xanh sang đỏ chẳng hạn, thì to ngay người đi đường. Đúng rồi Chung, thì mình do thói quen đấy, rất nhiều coder lập code theo kiểu đấy. Mà với những các anh chị trong đội tuyển đi thi quốc tế, khi mở code họ ra các bạn nhìn thấy phê cực kỳ, code đẹp, đã đẹp lại còn đúng nữa chứ. Đây, nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, câu lệnh 2. Ví dụ như đây, nếu thẻ từ của thầy thông báo là đúng thì thực hiện kích hoạt tài khoản, và sau đó khi motor kéo cái thang của thầy chạy lên tầng 15 và open cửa ra. Còn ngược lại thì thông báo bạn quê quá đấy. Thế là thầy ở bệnh viện ở tỉnh Yên Bái mình, cái bệnh viện 500 giường thế, nó có cái thang máy dành cho cán bộ nhân viên ấy, thì chỉ có những cán bộ nhân viên mới được đi thang máy đấy. Các bác sẽ có cái thẻ từ riêng, và với những cái người bình thường không có nhiệm vụ thì người ta không đi cái thang máy đó được, mà phải đi cái thang máy khác đấy. Thì như vậy thì ta có hai loại. Loại thứ nhất là nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Đây gọi là câu lệnh rẽ nhánh dạng 1. Nó có một cái tên khác được gọi là câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu. Ngày xưa nó gọi là câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu. Còn cái loại thứ hai là dạng đục. Dạng thiếu bởi vì nó chỉ có một nhánh, là khi biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Còn dạng đủ đó là khi biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh, ngược lại thì thực hiện câu lệnh khác. Đấy. Khi biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện các câu lệnh, ngược lại thì thực hiện các câu lệnh khác. Và các em cũng đảm bảo cho thầy nhé, các câu lệnh của câu lệnh 1, câu lệnh 2, câu lệnh 3, câu lệnh 4 nó cùng cấp độ với nhau, nên nó giống với nhau thành một cột. Tránh tình trạng eo của thằng này ở đây nhưng mà thằng câu lệnh này nó tận ở trong này. Nhất là sau này các bạn chuyển sang Python mà code như thế này nó toang ngay. Đấy. Nếu mà code như thế này thì trình bày chương trình chưa đúng cấu trúc. Việc mình có bạn bảo thưa thầy em chấm nó vẫn full điểm. À nó vẫn full điểm cũng được, nhưng mà nói chung nó cũng giống như là một bức tranh mình tô đủ màu ấy, đủ màu nhưng không đẹp thì khi đó không phải là một bức tranh, đúng không? Đấy. Rồi như vậy thì ta có hai loại. Loại thứ nhất là nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Loại thứ hai là nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh nhóm thứ nhất, ngược điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh nhóm thứ hai. Đấy. Để thực hiện điều đó thì ta sẽ sang cái bài tập thứ nhất. Bài tập câu lệnh chẵn lẻ. Bài tập đầu tiên. Bài này đã có trên server nhé. Các bạn hãy làm xong hãy nộp bài trên server. Server đang chấm cật lực bài làm của các em. Bài 16. Bài này bài chẵn lẻ. À, cái bạn Dêm bạn đi học từ nhà đến trường, từ cứ cứ mỗi ngày thì bạn ấy có một cái thói quen, đó là bạn ấy đếm cái số bước đấy, và bạn ấy nhận thấy rằng để lên được cái lớp học thì bạn ấy phải đi qua N và cầu thang. Khi đi đi sau đó vào trong lớp học thì bạn mới chợt đặt ra câu hỏi là không biết cái số lượng, không biết cái số bậc cầu thang này là số chẵn hay số lẻ. Đấy. Vậy thì khi đó
Nếu là số chẵn thì thông báo là n là số chẵn, nếu n là số lẻ thì thông báo n là số lẻ. Đấy. Đấy, để kéo ngược lên cho nó. Vậy thì dữ liệu n của ta đây nhỏ bằng 10 mũ 18. Vậy với 10 mũ 18 thì ta nên chọn kiểu dữ liệu float hay là kiểu dữ liệu INT các em? Các em bật cửa sổ chat giúp thầy. Nếu n bằng 10 mũ 18 nên chọn kiểu INT hay là kiểu float? Rồi, chung đề xuất float. Mời các bạn khác. Rồi, băng float. À, các bạn khác nữa. Ông Trung chưa gì ông đã thả tim rồi. Thì nữa thầy cho hai đứa này một đập. May mà băng đã tỉnh táo sau khi bị thả tim thì mới phát hiện ra là nó sẽ là long long đúng không? Nào các bạn khác thì sao? Các bạn chờ thầy một giây có điện thoại nhé. Rồi ta tiếp tục các bạn nhé. Vừa rồi thì Lâm thì đề xuất là long in, Huy thì chọn là long long, Băng chọn string, được. Nguyên chọn int. Rồi. Như vậy thì ta nhận thấy này, thầy hỏi cũng vừa thế thôi. Cả hai phương án int và kiểu float đều sai nhá. Cảm ơn Trung đã vướng bẫy của thầy. Ở bài này ta sẽ chọn kiểu là long long. Vậy thì biến biến n ta sẽ chọn kiểu long long. Rồi, như vậy thì đề bài của ta sẽ yêu cầu nhập n. Vậy nếu n là số chẵn, vậy thì về ta với các bạn mới học thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi thưa thầy cũng biết một thế nào là một số chẵn. Vậy thì ta có một cái nhận xét này, số chẵn là số chia hết cho hai. Rồi, giống như Trung vừa đề cập thì số chẵn là số chia hết cho hai hay vậy thì chia hết cho hai đồng nghĩa với tức là chia cho hai có phần dư bằng không. Đấy. Vậy thì khi đó thì ta có n chia cho hai có phần dư bằng không thì ta ghi là n phần chia trăm hai bằng bằng không. Đấy. Thì ta tới chỗ này thì thầy cũng nói rõ luôn, ta có một số các cái phép toán như sau. Ta có phép toán so sánh là lớn hơn này. À, lớn hơn hoặc bằng này, nhỏ hơn này, nhỏ hơn hoặc bằng này, bằng này, người khác này, đấy. À, ta có phép toán phủ định này. Đó. Là ta dấu chấm than. À, ta có phép toán logic. À, là và phép toán quan hệ, ta có phép toán quan hệ là phép toán này e này, phép toán và
Phép toán và ký hiệu nó là hai chữ và chữ này. Phép toán hoặc đó là dấu thẳng đứng này. Rồi, như vậy thì với các phép toán như này thì các bạn lưu ý như sau. Ví dụ như khi mà giải phương trình bậc 2 ấy, thì ta có là nếu d lớn hơn, nếu d nhỏ hơn 0 thì thông báo phương trình vô nghiệm. Nếu d bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép. Nếu d lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đấy. Nếu a là số chẵn, tức là a chia hết cho 2. Đấy. Rồi, nếu a chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3 và không chia hết cho 3. Không chia hết cho 3 tức là chia cho 3 có phần dư khác không? Đấy. Thì ta viết như thế. Rồi ta có thể là nếu nếu a không chia hết cho 5 thì mình cũng có thể ghi như thế này. Phủ định của a chia hết cho 5. Đấy, thì mình ghi như này. Rồi. Đấy, ta cũng có thể ghi như này, phép toán phủ định. Đấy. Hoặc là nếu a bằng 2 hoặc a bằng 3. Thì ta ghi như trên. Nhá, các bạn biết biết cách sử dụng các phép toán quan hệ và phép toán so sánh này nhá. Rồi, vậy thì ta quay trở lại cái bài toán này. Nếu số này là biểu thức điều kiện của mình, đây ta có biểu thức điều kiện là n chia cho 2 bằng 0. Như vậy thì ở chương trình của mình, các bạn trở lại để lấy khi làm thì các bạn có lấy một cái đoạn code của bài khác, sau đó close project, sau đó các bạn create a new project, chọn console application, chọn go, nhớ go một lần, tuyệt đối không go go nhé. Đấy, ta có bài 16 đấy. Băng chờ một tí để thầy xử lý chỗ này cái đã. Rồi bài này ta có bài 16. Rồi bài 16 băng đang hỏi bài 19 đúng không? Rồi bây giờ bài này nhập số nguyên dương n. Ok rồi. Bây giờ người ta hỏi là n là số chẵn hay là số lẻ. Vậy thì ta ghi theo đúng cấu trúc dễ nhánh là nếu chữ ít nhá. N chia hết cho 2 tức là n chia 2 có phần dư bằng 0 thì nếu n chia cho 2 có phần dư bằng 0 thì làm sao? Thì thông báo ta xem đề bài. Nếu n chia hết cho 2 thì thông báo n là số chẵn. Đấy, các bạn nó là một số ký tự. Ngược lại, từ ngược lại thì ta có từ eo. Ngược lại thì thông báo, vì ngược lại và bên hai bên trên này nó là câu lệnh cùng cấp nên nó giống với nhau thành một cặp, một cặp. Bạn chờ đây một tí lại có. Rồi thì ta có nếu n là số chẵn thì thực hiện công việc này, thiếu dấu chấm phẩy nhé. Ngược lại thì thực hiện câu lệnh này. Đấy. Và khi đó thì ta có thể chạy chương trình và thấy thử xem kết quả để nó thực hiện nhé. Đấy. Ta nhận ta có thói quen là code phát chạy chương trình không báo lỗi. Ta vào file, chọn new, chọn empty file để thêm file input. Đấy. Ví như thầy nhờ thử số 14. Chị vào đây chị ơi. Chị đây là em mấy cái bàn này em ấy. Rồi ta thêm file output. Đấy. Thử số 15.
Rồi các bạn cố đi nhé. À, các bạn vẫn tiếp tục làm bài và nộp bài nhé.
À, ta tiếp tục các bạn nhé, thầy vừa chạy show ra ngoài một tí. Vừa rồi thì Băng có hỏi nó là bài 22 hay bài 221 để thầy xem lại phát nào. Cái bài cuối, bài bài ghép ba số á, bài ghép ba số nó là 221 cho Băng nhé. Bởi vì nó bị trùng tên bài nên thầy thầy thêm số 1 nữa. Cái bài này tên nó là 221 đấy. Rồi, ta sẽ xem tiến độ làm bài của các em nhé. Các bạn nào làm xong bài 16, các bạn comment cho thầy số 1 nào. Để kiểm tra luôn lên nhé. Rồi, có Băng, có Trung, có Huy, chỗ Lâm Minh, Thiên Nguyên, Tuấn Anh thì sao? Tuấn Anh đã mua được laptop chưa? Hay để thầy tặng con coi i3 thế thế hệ thứ tư của thầy để thầy mua MacBook M2 phát. Sau khi thầy mua MacBook M2, Trung xem có chỗ nào ở trọ cho thầy sang ở cùng với nhá. Bởi vì thầy mà mua MacBook M2 thì kiểu gì vợ thầy cũng cho thầy ra ngoài bờ ao. Rồi ok, tối nay thầy sẽ gửi tặng em. Sau đó thầy sẽ mua MacBook M2, sau đó Trung ship thầy về ở cùng nha. À, Lâm làm một thẻ. Rồi ok, chốt đơn, thầy sẽ ôm theo thùng mì. Khi nào mà Băng xuống thì có thể thầy cho mình chia đôi gói mì. Đúng đây chị nhé. Đây một diện con. À. Rồi, ok, thầy sẽ đóng gói gửi công nông ship vào tận nơi cho Tuấn Anh. Rồi, ta xem bài số 16. Bài 16, ai à, số lượng bài 16 các bạn đã nộp. Còn bạn nào đang bị, chỗ Minh đang bị làm sao đây? Thầy mở code ra xem nào. Minh, thầy đã dặn bao nhiêu lần rồi? Trong bộ phim trưởng thì đứa nào mà nộp file sai tên tệp thì bị tru di cửu tộc đúng không? Nên Minh hãy thận trọng, em lưu ý nhé. Bài 16 của Minh đâu? Em. Bài 16 của Minh đây. Ô, đứng lại. Không nhìn thấy file kết quả. À dạ, cái lỗi này có đáng bị đập không? Quên nhầm. Các bạn khác làm xong bài này, các em làm tiếp bài kế tiếp nhé, để thầy chữa bài cho các bạn đã còn bị sai. Nào, ông anh Minh đâu rồi? Ông nhìn ngay code cho thầy. Chỗ này sao lại có dấu cách? Làm một phát. Tại sao đây có dấu cách? Và tại sao đây lại là INP? Chưa sửa hết nhá. Đấy, chụp lại code này lại. Để paste code lại sau này cho 500 anh em nhìn thấy. Lưu ý, đây là sai tên tệp vô cùng nguy hiểm. Mình sửa lại tên tệp, nộp lại đi em. Chỗ này phải sửa là bỏ dấu cách ở đây đi. Chỗ này sửa là thành file out, OUT. Sau khi nhập n cách nó ra, toán tử, toán hạng cách nó ra. Nếu nó thằng này C out nó là con của thằng if, nó lui vào bởi một dấu tab. Sau dấu if thì phải cách nó ra. Thằng này tab cách nó ra. Đấy. Thì code như thế nó mới đẹp nhá. Còn lại là ok rồi, làm và nộp lại thôi. Rồi, vừa rồi là bài số 16.
Và đây là cái cách để làm và trình bày bài này. Vậy thì với mỗi bài toán khác, thầy cần ở các em đó là việc trình bày chương trình ấy. Việc đầu tiên các bạn phân tích được chương trình, chọn kiểu dữ liệu thật đúng. Sau đó ta mới thực hiện code chương trình, làm việc với tệp đưa ra được kết quả chính xác. Cái quy trình này cứ lặp đi lặp lại và sau này các bạn trở thành những người chuyên nghiệp trong cái quá trình code. Khi giao nhiệm vụ phát ta làm luôn, ra được sản phẩm luôn. Và ta đang làm việc là làm việc theo hình thức là làm việc chất lượng cao. Nên đó là cũng là lý do tại sao các bạn là ở đây có bạn ở trong Kiên Giang là liên lạc về một bài. Rồi tương tự như vậy với bài 2. Cái bài 2 bài chia hết. Bài là cho số nguyên dương n, n nhỏ bằng 10 mũ 9. Vậy ta chọn kiểu dữ liệu là IND. Kiểm tra n có chia hết cho 3 và không chia hết cho 5. Vậy thì cái bê ta phải mô tả được cái điều kiện. Ta phải mô tả được điều kiện đó là n chia hết cho 3 và không chia hết cho 5. Đấy. Thì biểu thức logic của nó, đầu tiên ta phải tách hai công việc này thành hai việc hoàn toàn độc lập. Ta có n chia hết cho 3 tức là n chia 3 có phần dư bằng 0. Cái kế tiếp n không chia hết cho 5 tức là n chia dư cho 5 có phần dư khác không thì gọi là không chia hết. Ở đây ta có phép toán và thì ta sử dụng dấu và. Đấy. Cả biểu thức logic này nó đặt trong cặp dấu ngoặc thì cả cái biểu thức này nó được gọi là biểu thức quan hệ. Nó kết nối với nhau bởi phép toán quan hệ. Đây là biểu thức logic 1, biểu thức logic 2. Còn đây là phép toán quan hệ. Vậy cả cái câu lệnh là n chia hết cho 3 và không chia hết cho 5 nó được mô tả n phần trăm 3 bằng bằng 0 và n chia hết cho 5 rồi. Rồi với cái việc mô tả như thế thì đề bài là ta sẽ đưa ra được cái câu lệnh luôn. Thầy sửa đây là thành bài 17. Các bạn làm nhá. Sau khi nhập n xong, bài ở đây ta là nhập số nguyên dương là n. Thì bây giờ ta sẽ thực hiện chưa rồi bài 1 khi nãy thầy toang mất. Phải khai báo n kiểu long đong. Rồi bây giờ theo câu đề bài n chia hết cho 3 thì thầy ghi luôn n phần trăm 3 bằng bằng 0 và n không chia hết cho 5, n chia cho 5 có phần dư khác không thì nó không không chia hết, chỉ thế thôi. Dấu phủ định của dấu bằng tức là dấu khác thì thông báo ra giá trị true, bởi vì true là một giá trị nên các bạn có thể khai báo ra giá trị true như thế này cũng được. Còn nếu mà cần chữ chu in hoa, các bạn ghi chữ chu đặt trong cặp dấu ngoặc kép dưới dạng sâu ký tự. Ngược lại thì thông báo giá trị false. Vậy thì cái mấu chốt của cái bài toán dạng sử dụng cấu trúc dãy nhánh đó là các bạn phải nghĩ ra được biểu thức điều kiện và phải được mô tả được nó thành một biểu thức logic đúng, một biểu thức quan hệ đúng. Biểu thức logic là biểu thức trả về giá trị true false. Biểu thức quan hệ là nó kết hợp bởi nhiều phép toán logic bởi phép toán nhiều biểu thức logic bởi phép toán quan hệ. Và ta thì ta có các phép toán NOR, XOR đó. Thì nữa ta sẽ phân tích kỹ hơn ở chỗ này. Đấy, như vậy ở bài toán 3 ta có cái thao tác này. Khi code cũng giống như khi làm bài, rồi anh Minh đã nộp bài 16 rất tốt rồi. Ta nhìn cái bảng điểm này các bạn nhận thấy mình rất chi là ngầu đúng không? Và hãy cố gắng là đua tốc độ để các cái bài tập của mình luôn đạt full điểm nhiều hơn. Rồi đó là cái code của cái bài thứ hai, bài 17 để cho các bạn có thể tham khảo cách mô tả một biểu thức quan hệ bởi các phép toán quan hệ. Phép toán quan hệ nối các biểu thức logic với nhau. Nếu biểu thức điều kiện này đúng thì thực hiện câu lệnh 1, ngược lại thực hiện câu lệnh 2. Hãy cố gắng trình bày chương trình thật chính xác theo cấu trúc.
Các cái file thầy gửi hàng ngày các em nhớ tải về biên tập tạo vào tải về trong một thư mục. Sau đó, đợt học các em hay chia sẻ cái tài liệu này cho tới thầy cô dạy ở trên lớp để thầy cô có cái nguồn tài liệu và lời giải bao gồm cả đường link video bài giảng. Video bài giảng thì buổi hôm sau thì nó server nó mới tạo ra thì thầy mới tải về được. Sau đó thầy up lên kênh YouTube thì để các thầy cô có cái nguồn tài liệu để chia sẻ đến các bạn học sinh khác. Bạn nào làm xong tất cả các bài thì các bạn comment cho thầy số 1. Rồi, có Băng đã làm xong bài số 1. À, quên, nhầm, là xong tất cả các bài. Cảm ơn Băng đã tài trợ cho thầy một con ma đi cùng cầu thang. Cái đạn hơi nguy hiểm. Chờ thầy tí để thầy... À, có như vậy thì bài có khả năng có sai bị ấy à? Nó là 221 à? Để thầy xem nó có test không nhỉ? Ồ, 221. Như vậy cái bài đấy là đang bị mất test rồi. Có khả năng bài đấy thầy chưa tạo test à? Bài 221, chờ thầy tí thầy tạo bổ sung luôn. Bài 221. Tại sao chưa có test được nhỉ? À. Các em hãy làm tiếp các bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lạc quan. Đã thấy thiên đồ bài spam server của thầy ác quá. Chờ thầy tí lại đây.
À, cái bài 221 có test rồi nhé. Băng và các bạn nộp bài lại được. Rồi, ta sẽ sang tiếp như vậy thì ở cái bài đầu tiên là ở cái bài thứ hai ta đã làm bài 17 tương tự. Ở đây ta có cái biểu thức là gọi là biểu thức quan hệ, nó kết nối với nhau bởi phép toán quan hệ từ các biểu thức logic. Ta có các phép toán so sánh như là so sánh lớn hơn là bằng, nhỏ hơn là bằng, bằng và khác. Ta có phép toán phủ định là dấu chấm than. Các phép toán là AND, OR, SO, NOT. Thông thường thì hiện tại thì ta sử dụng phép toán và phép toán hoặc nhé. Rồi về bây giờ thì ta sẽ thực hiện tiếp cái bài tập số 3. Bài tập số 3 thì các bạn nhận thấy như sau. Đề bài là cho số nguyên dương A và B, AB 10 mũ 9, từ đó AB khai báo kiểu INT. Có một số bạn ngây thơ như thế này, khi nhập dữ liệu vào sau đó các em ghi là nếu AB nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 9 thì thực hiện các công việc sau đây. Còn ngược lại thông báo yêu cầu hãy nhập lại dữ liệu. Như thế là hoàn toàn không cần thiết nhé. Đây là cái thông báo để đảm bảo cho rằng là chương trình dữ liệu đầu vào luôn thỏa mãn điều kiện này. Ta không cần phải kiểm tra nhé. Nó chỉ có tác dụng cho các em chọn kiểu dữ liệu. Rồi, ta sang cái bài toán tìm giá trị lớn nhất. Bây giờ thầy có hai vật phẩm. Một bên là cái điện thoại iPhone 7 thường của thầy, một bên là một cái ô tô con của thằng bé nhà thầy. Bây giờ người ta hỏi cái nào nặng hơn. Vậy thì ta cái này nặng a kg, thằng này nặng a gam, thằng này nặng b gam. Đấy, bây giờ người ta hỏi thằng nào nặng hơn, vậy là giá trị lớn nhất. Vậy thì tiếp cận theo cái cách này thì thường mọi người có một cái thói quen là nếu a lớn hơn b thì thông báo thằng a là thằng lớn nhất, ngược lại thì thằng b là thằng lớn nhất. Đấy, nhưng thông thường khi đi tìm giá trị lớn nhất thì giá trị này thường phải mang thực hiện vào việc khác. Vậy thì ta nên sử dụng một biến nhớ để lưu giá trị lớn nhất này, và biến nhớ trong khi lập trình giá trị lớn nhất thầy hay gọi nó là cái biến rmax, biến giá trị nhỏ nhất hay gọi là rmin nhé, biến kết quả hay gọi là biến res. Vậy thì bây giờ ta gọi rmax là giá trị lớn nhất thì ta nhận thấy như thế này. Để tìm được giá trị lớn nhất thì ta sẽ thực hiện các công việc. Ngay từ lúc đầu ta xem thằng đầu tiên là thằng lớn nhất. Như vậy thầy gắn sẽ. Đấy. Thì khi đó cái thằng rmax của mình sẽ có giá trị là bằng A. Đấy. Ta xem phần tử đầu tiên là phần tử đạt giá trị lớn nhất. Sau đó ta mang giá trị lớn nhất này. So sánh với lần lượt so sánh. Với các giá trị còn lại. Nếu giá trị nào mà lớn hơn thằng Z, thằng rmax các mang giá trị rmax này lần lượt so sánh với những thằng còn lại, nếu thằng nào mà lớn hơn thằng rmax thì cập nhật lại thằng rmax, tức là ta gắn rmax bằng thằng đấy. Đấy, ở đây thì ta có nếu giá trị nào mà lớn, giá trị nào lớn hơn rmax, bỏ chữ mà đi, chữ mà thì là mà trả lời quá, thì cập nhật lại giá trị rmax. Và câu lệnh đó được thể hiện là nếu tôi phải xuống dòng đi cho nó đẹp, nếu thằng rmax
mà nhỏ hơn thằng B. Khi thằng R max nhỏ hơn thằng B, theo các bạn thằng nào lớn hơn? À, anh Minh xem lại bài 17. Ok, chờ thêm một tí. Khi R max mà nhỏ hơn thằng B thì điều đó chứng tỏ thằng B lớn hơn. Vậy tại thời điểm này giá trị tốt nhất phải là thằng B, nên mình cập nhật lại giá trị R max. Ta gắn R max bằng B. Đấy. Như vậy thì sau khi nhập được giá trị A và B thì ta nhận thấy ta xem Z bằng R max bằng A. Rồi. Cho ta thực hiện code chương trình thôi. Đó là ở bài số 3. Vừa rồi anh Minh có hỏi bài xem lại hộ bài số 17. Được, ta cùng xem bài số 17. À, anh Minh, sau 30 năm nữa thì thầy sẽ cho em một trưởng theo kiểu giống như phim của Son Goku. Chỗ này thiếu mất cái dấu gì? Cả nhà cùng nhìn giúp thầy. Thiếu dấu gì nhỉ? Rồi, 500 anh em đều nhìn thấy, đó là thiếu mất dấu chấm. Ừ. Băng còn cẩn thận hơn là, rồi cảm ơn Nguyên là còn chấm theo kiểu đấy nữa. Ừ. Minh hay lưu ý khi code ấy, thì cái code mặc định nó bé như thế này, em giữ phím control lăn chuột lên đường trước thì nó to lên để mình nhìn kỹ hơn đấy. Nên ngày xưa vợ thầy hỏi thầy tại sao mắt của anh to thế, thì do thầy bảo mắt của anh to thế để nhìn code đỡ bị lỗi. Vợ thầy chán quá, chán thầy luôn. Thầy nói thế thôi. Chỗ này thiếu dấu cách Minh nhá. Đấy, cách nào ra cho nó đẹp. Chỗ này thiếu dấu cách. Chỗ này cũng thiếu dấu cách. Cell này ấn dấu tab trên bàn phím cho nó tụt vào. Đấy. Còn lại chương trình của em như thế là ổn rồi. Còn trường hợp mà hi hữu thiếu dấu chấm như thế như trên thì không cứu được. Các bạn nào có hỏi đáp gì ở bài số 3 không em? Rồi. Kế tiếp là đó là bài số 3, thầy hướng dẫn thuật toán. Kế tiếp thầy chữa bài số 4. Ở bài số 4, nếu như ở bài số 3 chung à, thì bài số 20 được có 8 điểm. Bài số 20 được 8 điểm. Cái này là do quan bài số 20 được 8 điểm. Trước khi thầy nói chung thì thầy phải quay trở lại xem bài số 20. Bài 20 băng được 10 điểm chung nhá. Nên do đó đề luôn đúng. Thôi thầy không nên nói thêm làm chung buồn. Các bạn khác cũng đấy nhá. Hôm nay chưa thấy Thiên lên tiếng nhỉ? Hay Thiên chạnh lòng quá. Được rồi, xem Thiên nào. Thiên đã được 91 điểm rồi, làm bài rất tích cực. Cố gắng lên. Thiên nhảy sang 18 là luôn, 18, 19 luôn. Rồi, ta quay trở lại bài số 18, đã phân tích là tìm giá trị lớn nhất. Thì rõ ràng cái tư tưởng của cái thằng bài 18 này nó sẽ giúp cho các em có một cái lớp làm rất hay, đó là dù đề bài người ta có hỏi là đi tìm mấy số, tìm một số lớn nhất, hai số lớn nhất, ba số, cho ba số tìm số lớn nhất, cho bốn số tìm số lớn nhất, cho năm số tìm số lớn nhất, thì ta không mang số đó so sánh trực tiếp với nhau, bởi vì như thế nó có quá nhiều việc so sánh. Vậy thì ta sẽ thực hiện so sánh theo cái kiểu đó là ta so sánh, ta xem thằng đầu tiên là thằng lớn nhất, ta lưu vào biến R max, mang thằng R max này đi so sánh với N-1 thằng còn lại. Đấy,
Vậy thì với cái cách làm như thế thì ở bài số 4 là bài tìm giá trị nhỏ nhất. Vậy thì để tìm giá trị nhỏ nhất thì thầy cũng sẽ thực hiện. Và ban đầu thì thầy xem thằng R max, thằng R min là giá trị nhỏ nhất. Thì khi đó R min của thầy sẽ thay bằng thằng A. Xem phần tử đầu tiên. Rồi Trung cố gắng làm theo kiểu nông thôn mới để đuổi kịp băng nha. Không đó là sẽ là câu chuyện buồn, tối không ngủ được đâu. Ngày xưa thầy học cấp 2, lớp thầy có một bạn là lớp phó học tập. Thầy đuổi theo mãi bạn ấy. Theo học tập ấy, tức là bạn ấy được 7 điểm thì mình kiểm tra được 6 điểm. Bạn ấy được 7 điểm rưỡi thì mình được 7 điểm. Bạn ấy mình được 7 điểm thì bạn ấy được 8 điểm. Đến khi mình được 8 điểm thì bạn ấy 8 điểm rưỡi. Và cứ như thế đến khi hết hết năm cấp 3 thì thầy chỉ thua mỗi bạn đấy thôi và đâu thể cao hơn tất cả các bạn còn lại. Nên các bạn có cái câu là mình cứ đuổi theo đam mê thì thành công sẽ đuổi theo bạn. Xem phần tử đầu tiên là phần tử có giá trị nhỏ nhất. Mời các em uống coca, thử uống trộm coca của thằng bé. Uống lại ok, đây 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 đây, dây vai chơi. Ta tiếp tục nhé. Như vậy thì ta xem phần tử đầu tiên là phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. Ta lần lượt so sánh nếu cái thằng R min của mình mà nhỏ hơn thằng B thì thằng R min bằng thằng B. À xin lỗi, nếu R min mà lớn hơn thằng B. Khi R min lớn hơn thằng B biểu thức điều kiện. Rồi, thầy đã uống xong rồi, thằng bé cầm chai chạy mất rồi Nguyên nhá. Không không kêu lại được chai Coca. Hôm nay đi chơi về tính mua quà cho nó cho cháu bé nhưng mà mua đi mua lại nghĩ ngay đến cái kẹo cầu vồng và và chai Coca nó thiết thực. Khi R min lớn hơn B thì chứng tỏ thằng B mới là thằng bé hơn, do đó mình gắn R R min bằng B. Khi R min lớn hơn C thì thằng C bé hơn, gắn R min bằng C. Đấy. Như vậy thì ta làm xong rồi thì ta thu được, ta đưa R min ra. Đấy. Nhá. Như vậy ta sẽ làm theo đúng cấu trúc như trên. Ta được bài số 4 hay là bài số 19. Thầy hướng dẫn về thuật toán và các bạn nên code theo cái hướng này nhé. Để tránh tình trạng là có bạn thì làm như này. Nếu A lớn hơn B và A lớn hơn C thì A lớn nhất. Nếu B lớn hơn C và B lớn hơn A thì B lớn nhất. Nếu C lớn hơn A và C lớn hơn B thì C lớn nhất. Như vậy thì cái đoạn chương trình nó chi phí nó lớn quá. Vậy thì mình sẽ làm theo là xem thằng đầu tiên là thằng bé nhất. Nếu thằng bé nhất này mà lại còn lớn hơn cái thằng B
thì thằng B mới là thằng bé nhất, gắn Rmin bằng B. Nếu Rmin lớn hơn C, chứng tỏ thằng C mới là thằng bé nhất, thì mang thì gắn Rmin bằng C. Chạy xong rồi ta thu được thằng Rmin là thằng bé nhất, ta đưa thằng Rmin ra. Và các em sẽ cài đặt theo hướng này nhé. À, cảm ơn Trung đã donate cho thầy 0,1 điểm. Ở hôm nào thầy phải sửa lại cái bảng rank, đó là cứ bạn nào mà mỗi bài nào mà chấm quá thì nó sẽ cộng up level của cái tài khoản admin lên mới được. Bạn nào nộp đúng thì nó lại trừ xuống. Như thế là khá hay đấy. Rồi tương tự như vậy, bài 5, cặp số có tổng lớn nhất. Cho hai số, cho A, B và C, tìm hai số có tổng giá trị lớn nhất. Như vậy bây giờ các bạn nhận được 3 phần thưởng. Có 3 phần quà là A, giá trị là A, B, C. Các em cần chọn ra hai phần quà sao cho có tổng lớn nhất. Như vậy thì ta có những cách chọn. Là A. Cái chọn thứ nhất là ta chọn thằng AB thì tổng giá trị của nó là A cộng B. Cái chọn thứ hai là AC là chọn ra thằng có giá trị là A cộng C. Cái chọn thứ ba ta có B và C, vậy là giá trị của nó là B và C. Đấy. Vậy thì như vậy thì với 3 phần tử này thì ta sẽ có các cái cách chọn như trên. Ta có 3 cái chọn AB, AC và BC. Khi đó thì ta thu được, đây là các cái giá trị mà ta đi cần đi tìm giá trị lớn nhất. Do đó nếu mà thầy gọi x là bằng a cộng b, thầy đang làm màu một tí, tức là x sử dụng về chữ thường thôi. Ta có y bằng b cộng c, là bằng a cộng c, và z thì bằng b cộng c. Bây giờ bài toán, quay về bài toán là hãy tìm giá trị lớn nhất của x, y và z. Vậy việc cho 3 số x, y, z và tìm giá trị lớn nhất của x, y, z thì công việc nó thật là đơn giản, đúng không? Vậy thì tới đây mình xem thằng Rmax là giá trị lớn nhất sẽ bằng thằng đầu tiên. Mang giá trị đầu tiên này, có bạn nào bay màu ra ngoài rồi? Đấy, còn có 38 bạn. Khi đó nếu thằng Rmax mà bé hơn thằng y thì Rmax phải bằng thằng y, bởi vì khi thằng Rmax bé hơn thằng y thì thằng y mới là thằng lớn nhất tới thời điểm này. Rồi nếu thằng Rmax mà bé hơn thằng z thì gắn Rmax bằng z. Đấy. Như vậy thì ở chương trình này thì khi nhập, khi code thì ta cần phải code từ đây đến đây. Sau khi nhập ABC thì ta tính X, tính Y, tính Z. Sau đó ta xem phần tử đầu tiên là phần tử lớn nhất. Sau đó mang thằng lớn nhất này so sánh với lần lượt các thằng còn lại, thằng nào tốt hơn nó thì cập nhật giá trị cho nó. Đấy. Vậy đó là tư tưởng thuật toán của bài kế tiếp là bài số 20. Và thầy yêu cầu các em cài đặt chương trình theo cái cách này nhé. Đấy. Đó là ở bài toán số 5, bài số 20. Thì xem các bạn nào làm được bài 20 rồi. Bài 20 hiện tại mới có 3 bạn là làm được, có một bạn 8 điểm mà có bị sai test. Đứa nào nhỉ? Bạn nào đây? À, Trung à. Trung đừng buồn nhé. Thôi, thầy không được phép cười Trung nữa, không là nó lại buồn, nó tối không ngủ được ấy. Rồi, như vậy đây là bài số 5, thầy đã hướng dẫn thuật toán. Các em hãy cài đặt theo hướng dẫn như trên nhé. anh Minh không phải cười gì cả. Đừng cười vào nỗi buồn của người khác. Hôm nay chưa thấy Thiên ý kiến gì. Tuấn Anh mà cũng phải lưu ý nhé. Nhớ ra FPT shop mua ngay MacBook M2. Ai. Rồi, bài 20 theo tư tưởng như trên và các em hãy cần phải cài đặt như trên. Server thầy để online tối nay và sáng mai thì sau đó thầy sẽ kiểm tra code của các em xem code theo đúng tư tưởng thuật toán này hay không.
Rồi, kế tiếp còn mấy phút nữa thì thầy sẽ chưa nhanh các thuật toán của các bài kế tiếp. Đề bài số 6 là cho số A và số B là số có một chữ số. Đề bài yêu cầu là đây, AB là số có một chữ số, AB không đồng thời bằng không, là một chữ số lớn không nhỏ 9. Tìm chữ số có hai chữ số, tìm số có hai chữ số lớn nhất có được bằng cách ghép số A với số B. Thì rõ ràng thì ta có hai cách ghép, đó là cách ghép thứ nhất là số A sau đó đến số B đấy, thì ta thu được số có hai chữ số là dưới dạng là AB đấy. Đấy. Và cách ghép thứ hai là số B đứng trước số A đứng sau thì ta thu được là số BA. Thì rõ ràng ta nhận thấy rằng số AB thì nó là số A nó ở hàng chục, nên giá trị của nó sẽ thằng A nó sẽ phải là nhân với 10 để nó nhảy lên hàng chục cộng với thằng B. Đây là số thứ nhất. Số BA, số B ở hàng chục, do đó nó sẽ là phải là 10 nhân B cộng A. Vậy đây là ta có hai cái ghép. Khi đó như vậy nếu thầy gọi x là một cách ghép thứ nhất, thầy cho x thường, y là cách ghép thứ hai, thì bài toán bây giờ để thu được số lớn nhất thì thầy trò mình sẽ thực hiện sao thế anh Minh? Thì bài toán quay về bài toán là cho số x và số y tìm giá trị lớn nhất của số x và số y. Theo tư tưởng của mình thì ta gắn rét thằng r max bằng thằng x. Sau đó ta nếu thằng r max mà nhỏ hơn thằng y thì gắn r max bằng thằng y. Đấy. Vậy thì cái từ ghép này nó chỉ là cái phần ý tưởng thôi, còn code chương trình mình sẽ phải cần code từ đây, bao gồm cả việc nhập dữ liệu nữa. Đấy. Sau đó ta đưa kết quả ra nữa, tất nhiên tìm cái gì sau đó. Chỗ này tăng. Rồi, đó là bài toán số 6. Ở với bài toán số 6 này, cái mấu chốt của nó là cách ghép nó để đẩy A lên hàng đưa chục. Nhân 10 để đẩy A lên hàng chục. Tương tự như vậy, nhân 10 thì để đẩy B lên hàng chục. Đấy, hàng chục thì ví dụ như là 6 nhân 10 bằng 60, 60 cộng 5 nó sẽ bằng 65. Đấy, đó là cái cách ghép chữ số nhé. Em lưu ý, đó là cách ghép chữ số. Tương tự như vậy, bài số 7 thì cách ghép chữ số thì mình sẽ có các cách ghép và các bạn cần phải làm. Đó là ta có cách ghép là A, B, C. Cách ghép nữa là A, CB. Cách ghép nữa là B, A, C. Cách ghép nữa là B, C, A. Rồi cách ghép kế tiếp nữa là C, A, B. Rồi kế tiếp nữa là C, B, A. Đấy. Ta có 6 cách ghép tương ứng với ta có là 100 nhân A cộng 10 nhân B cộng C, và ta mang các cái giá trị này để làm. Vừa rồi Trung có hỏi thuật toán của em là tìm số lớn sau đó in ra các số đứng trước của nó nhỏ hơn đứng số đứng sau. Đấy, như thế cũng được nhưng mà nó sẽ không đúng hết các trường hợp đâu. Hoặc là có thể đúng nhưng mà ta đang làm quen với thói quen lập trình với các thuật toán cơ bản thì cứ làm thế nào chấm phút điểm là được Trung nhé. Rồi, đó là ở cái bài toán số 7. Rồi, trên đây là cái nội dung của buổi học của ngày hôm nay. Bây giờ chắc là server nó cũng quên. À, không được, như thế cũng được chung nhé. Rồi, sau đó thầy sẽ chia sẻ code những cái code làm tốt để thầy đưa vào trong code của cái pha bài làm ngày hôm nay. Như vậy thì ở trong ngày hôm nay thì trong cái phần cấu trúc rẽ nhánh, các bạn đã vận dụng được cái cấu trúc rẽ nhánh để giải quyết những cái bài tập đơn giản. Qua đó thì các em có thể biết được là mô tả biểu thức bao gồm có nhiều biểu thức điều kiện, biết được câu lệnh rẽ nhánh dạng 1 và dạng 2, và viết được một cái chương trình chạy và nộp chấm một lần.
nhớ nhé, nộp chấm một lần duy nhất. Rồi hôm nay ta thầy trò mình nghỉ ở đây thôi. À, bây giờ thầy sẽ gửi cho tới các em cái file này. Các em cần hoàn thiện các bài làm theo đúng tư tưởng thuật toán đã phân tích nhé. Lạ quá. Và đâu nhỉ? À, khi thầy gửi các file này thì các bạn nên tải về máy luôn, biên tập một thư mục ở trong ổ D ấy, để còn dùng nó vào việc khác, lúc khác. Rồi, trên bảng ranh này tới thời điểm này tiến độ làm bài của các bạn rất tốt, thì chứng tỏ là các bạn rất tích cực làm bài. Và thầy hy vọng rằng qua cái bài cấu trúc dãy nhánh này thì các bạn sẽ củng cố cho mình thêm một cái kỹ năng ban đầu thầy nói. Đó là khi tính toán các giá trị thì ở cái đoạn đầu ấy, trước cái bài dãy nhánh này ấy, thì các em phải cần phải để ý là cẩn thận cái biến kết quả nó tràn kiểu dữ liệu nhá, để tránh bị mất điểm của ăn. Rồi, Trung chỉ cố lên, em sắp đưa được một nửa điểm vừa băng rồi, cố lên, cố lên. Rồi cả phía dưới Nguyên, Thiên, rồi Huy, Lâm cũng đang tích cực đuổi, Minh cũng đang lên tới 63 rồi. Đấy, và hôm nay Quang bùng học thì không thấy, cố gắng vượt lên top trên nhé. Và nó thể hiện cả cái quá trình học của các em.